Xin chào buổi sáng và chúc cho các bạn có một ngày thật là tuyệt vời. Thì hôm nay tôi làm cái video này tặng riêng cho một cái bạn tên là Hà Nhật Tiến. Thì bạn này là người Quảng Nam, hiện tại là 22 tuổi. Thì sáng nay tôi ngủ dậy và tôi nhận được cái email của Hà Nhật Tiến nói là cảm ơn đã làm những cái video, và những cái video đó có chạm được vào cái hành trình của tôi và của bạn, những gì tôi kể vào cái ngày Easter, ngày phục sinh. Thì những bạn cảm nhận được là cái hành trình bạn lớn lên và phát triển, những cái gì mà tôi kể trong cái video đó, nó có những cái gì đó nó tương đồng với cái hành trình của bạn, và bạn cảm giác là okay, hai anh em có những cái điểm chạm được với nhau. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và tôi nói kể cho các bạn nghe cái việc của Nhật Tiến mình làm đó, nó nói lên rất nhiều, nói lên rất nhiều về cái tương lai của bạn. Ok, và để tôi kể là vì sao. Cái đây khoảng 2 tháng thì tôi với sếp tôi đi một cái hội thảo của trường Đại học Bách Khoa. Khoa là khoa hóa chất gì đó, công nghệ hóa học. Thì cái chương trình đó là mục đích là chúng tôi đến là để trao những cái học bổng cho những sinh viên mà một là sinh viên nghèo vượt khó, hai là sinh viên hiếu học, dạng như vậy, học giỏi. Thì trong những bạn mà được trao phần thưởng của ngày hôm đó, có một bạn rất là bẽn lẽn, bạn nam rất là bẽn lẽn, và khi bạn nhận được quà thì bạn lại đưa một cái phong bì, phong bì đó đưa ngược lại cho sếp của tôi. Thì tôi rất ngạc nhiên, thì tôi mới xem thử là ok, bạn đó đưa cái phong bì đó là cái gì. Thì có ngày thì khi mà mọi người đi về thì sếp mới mở ra phong bì, thì nó là một cái thư tay. Thì trong cái thư tay đó bạn viết một cái thư cảm ơn, cảm ơn là công ty cũng như sếp tôi đã tặng một món quà cho bạn, giúp ích cho cái hành trình mà bạn phát triển, bạn học tập, được có được một cái cơ hội tiếp tục cái hành trình đó, có được cái cơ hội, có thêm cái niềm tin để vững bước trên cái hành trình vào đời của bạn. Trong khi là hơn 10 cái con người mà nhận được cái phần quà, chỉ có một mình bạn, chỉ có một mình bạn làm cái điều đó. Ok, và tự dưng là tôi mới suy nghĩ rất là nhiều là tại sao cũng là con người, cũng là những cái bạn mà đang gọi là ngồi mài dũa trên cái ghế nhà trường mà chẳng sẵn sàng cho cái tương lai của mình, sẵn sàng đón nhận những cái gì đang chờ đợi mình ở phía trước á, thì lại có một bạn lại khác biệt như vậy, nhận quà và lại viết một thư cảm ơn. Tự nhiên bạn tạo nó được cho cái người tặng quà cho bạn, cho những cái người mà có mặt ở ngày hôm đó một cái điểm nhấn, một cái điểm nhấn rất là quan trọng. Nó nói lên sự khác biệt của bạn. Bạn mà cái sự khác biệt đó chính là thứ nó sẽ giúp cho bạn nó trở nên độc và lạ trên cái hành trình phát triển cái sự nghiệp của chính bản thân mình. Cái độc và lạ nó rất là quan trọng. Cái độc và lạ đó nó sẽ làm cho người ta nhớ đến bạn, nhớ đến chúng ta là ai, chúng ta làm gì đặc biệt. Còn không á, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, trong cái công việc, trong cuộc sống, có biết bao nhiêu người đến với hành trình của tôi, của bạn, và làm sao chúng ta có thể nhớ được hết, đúng không? Làm sao chúng ta có thể nhớ được hết những người mà chúng ta gặp, những người chúng ta tương tác, những người chúng ta biết, không thể nào mà chúng ta nhớ được hết á. Cho nên có thể có ai đó mà có cái gì đó đặc biệt hơn, đặc biệt hơn những người còn lại, thì tự nhiên nó sẽ trở thành là chủ đề mà chúng ta ghi nhận ở trong cái trái tim của mình, ghi nhận ở trong cái suy nghĩ của mình. Và tự nhiên chỉ cần nhớ đến, chỉ cần nghĩ tới cái việc đó, một cái việc tương tự, thì chúng ta lại nhớ đến cái con người mà họ làm được cái điều khác biệt như vậy. Ok, thì các bạn nhận được cái món quà ở trường Bách Khoa, phần thưởng, cái phần gọi là học bổng, lại là người được chúng tôi nhớ đến nhiều, thậm chí là có một cái, những cái câu chuyện kể về bạn đó, như câu chuyện tôi đang kể cho bạn ngày hôm nay này. Và trên cái hành trình mà sau này để mà giúp cho những bạn đó phát triển một cái sự nghiệp về lâu về dài, đương nhiên bạn đó sẽ là người mà chúng tôi đặt cái trọng tâm. Đặt cái trọng tâm để làm sao ok, khi mà có một cái cơ hội nghề nghiệp, khi mà nghĩ đến một ai để mà chúng tôi có thể giúp đỡ tiếp khi ra trường, để tạo ra cái thương hiệu cho họ, hay là tạo ra cái công ăn việc làm cho họ, thì chắc chắn bạn đó sẽ nằm trong cái danh sách. Ok, cũng giống như là Nhật Tiến vậy đó.
sáng nay tôi nhận được cái email lúc 5 giờ sáng khi tôi dậy, tự dưng là nó làm cho mình là rất là hứng khởi cái ngày mới của mình. Cảm ơn Tiến rất là nhiều bởi vì cái email của em nó chạm vào trong cái cảm xúc của anh. Anh đi làm cái video, những cái video như vậy không có mong chờ là ai sẽ cảm ơn mình, bởi vì đó là cái sự chân thành của anh nên muốn chia sẻ lại cái trải nghiệm, cái hành trình, cái kinh nghiệm của anh đến với những người khác, để biết đâu trên cái hành trình của mọi người đi á, nó sẽ tiết kiệm thời gian, nó sẽ có những cái bài học mà anh đã rút ra được thì mọi người đỡ phải học lại cái bài học đó. Những cái kinh nghiệm mà anh đúc kết được thì mọi người có thể áp dụng để đi nhanh hơn, đi xa hơn và bay cao hơn. À, thì cái video em làm á, cái email của em gửi á, nó tăng cho anh thêm cái niềm vui và cái động lực để tiếp tục làm. Và em biết không, thường là anh sẽ gắn cái email của anh trong mỗi cái video mà khi anh làm, anh sẽ gắn nó vào cuối cùng của email. Cuối cùng của email để làm sao? Để bởi vì á, người ta ai cũng bận rộn mà xem thì xem phụ xem rất là lướt rất là nhanh. Và ít khi là để ý tới cái đoạn cuối cùng là ở đó nó có cái email của anh ở trong đó. Như em, vì chúng ta bận rộn, chúng ta coi, cho nên chúng ta ít khi mà coi tới cái đoạn cuối cùng, ít khi để ý những cái tiểu tiết. Và cái tiểu tiết trong cuộc sống nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà ai cũng ngó tới đại tiết, nhớ cái bức tranh chung là ngó một cái con đường bự rộng nhẹ nhàng như vậy, ít ai ngó những cái đám hoa, một cái cây nó bị héo ở dọc đường. Và những người biết để ý tới detail, là gọi là những cái chi tiết nhỏ như vậy á, là những người có nhìn được những cái gì người khác không nhìn được. Và từ những cái chi tiết nhỏ như vậy á, có người sợ nhìn thấy nhưng họ không làm gì cả. Nhưng mà như Tiến lại quyết định là đi một bước nữa, tức là viết email cảm ơn. Đó là một cái sự rất khác biệt, và hy vọng em sẽ giữ được cái tính cách như vậy, giữ được cái phương pháp làm việc như vậy, giữ được là cái suy nghĩ, cái cách vận hành như vậy. Đó là cái điều làm cho em vô cùng đặc biệt. Và trên cái hành trình của em đi, trên cái hành trình em làm việc, trên cái hành trình em kết nối và phát triển bản thân mình, những cái đặc biệt đó sẽ khiến em khác đi rất nhiều so với những người đồng nghiệp, đồng trang lứa, so với những người khác trong cái tổ chức mà em làm việc. Bởi vì điều đó rất ít người làm. Và khi em làm đúng, em làm tốt, tự dưng khách hàng của em sẽ nhận ra, đồng nghiệp em sẽ nhận ra, sếp em sẽ nhận ra, và cơ hội để mà đến với em, mỗi khi mà có một cơ hội mở ra, em sẽ là được người được nhớ đến đầu tiên, sẽ nằm trong danh sách mà được mọi người ưu ái, hỗ trợ, tư trợ. Ok, thì anh rất là mong là em giữ được cái nếp như vậy, em giữ được cái suy nghĩ, quan điểm như vậy, đồng thời lan tỏa nó cho nhiều người nữa, để chúng ta cùng nhau có những cái suy nghĩ hay, có những cái hành động hay, có những cái phương pháp hay để mà tiếp tục cống hiến cho cái cuộc đời này, cống hiến cho công việc của mình, cống hiến cho cái xã hội này. Và cái người mà có lợi nhiều nhất vẫn chính là những người như các em, những người mà biết làm cho mình trở nên độc và lạ. Ok, anh cảm ơn rất là nhiều một lần nữa, và chúc cho mọi người cũng như chúc cho Nhật Tiến là có một cái hành trình của ngày hôm nay thật là tuyệt vời, có một cái hành trình trải nghiệm thật là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, và chúc cho các bạn trở nên độc, trở nên lạ, trở nên khác biệt. Cái sự khác biệt đó nó có thể làm cho các bạn cảm giác khó chịu, không quen, nhưng nó luôn luôn là cái vũ khí mà đưa các bạn đi vào cái hành trình của cuộc sống mà người khác không có được. Vậy nha, tạm biệt các bạn. Chia sẻ cái video này đến những người thân của các bạn, những người bạn bè của các bạn, nếu các bạn thấy nó hữu ích, và thả tim, follow cái kênh của mình để mà tôi tiếp tục có cơ hội chạm vào cái hành trình phát triển của các bạn nhiều hơn nữa. Ok, tạm biệt.